Nóng quá. Tôi đưa tay cho cút cho trẻ cào, tôi quay cái để còn cho lên YouTube cái thứ này thôi. Ừ, tút. Khuôn 2. Đúng rồi. Ở đây chả con này. À có. Con này con đang quay bị tút này. Cho ông nhớ cả mẹ cũng Hùng Xuân 1 hết rồi. Ông kia ông Hùng Xuân 2 mất gốc. Mất cái này gốc. Về Hùng Xuân Mơ đã ở thế này chạy nàng. Đầm này còn thủng như bóng ấy. Thực sự nhé. Lớp bê tông dày 10 phân. Dưới là nền cát đất này, xong này giảm một lớp cát ngót với bóng, ngót cái bóng xong rồi đổ bê tông lên trên chống thoát nước cho nó giữ độ ẩm, nó đông kết. Tí nữa quay không, tí nữa cả cái cán vào cái kia quay nó cán vỡ tinh như gì, vỡ tinh gì. Gắn máy dạng đầm này. Ừ. Phẳng đúng không? Tương đối phẳng này. Quá phẳng rồi. Nhưng mà không đánh bóng đúng không? Đánh bóng là trơn lợn. Trơn. Ông ừ. Ừ. Có hết đấy.
Sumo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.